Xin chào các bạn, trước mặt mình đây đang là hai cái loa B&O Beolit 20. Các bạn có nhận ra sự khác biệt gì giữa hai cái loa này không? Thực ra chỉ nhìn qua video từ xa như thế này thì các bạn không thể biết được rằng một trong hai cái loa này có một cái loa là hàng dựng, hàng kém chất lượng. Vì sao mình không dùng từ hàng fake? Vì các bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng B&O để kết nối với cái loa dựng đó và sử dụng như bình thường. Và các bạn vẫn có thể là cập nhật cái firmware của cái loa đó lên phiên bản mới nhất. Rồi các bạn vẫn có thể ghép đôi cái loa đó với một cái loa công ty chính hãng để đánh theo kiểu stereo tách kênh. Đó. Vì thế mà không thể nào mà dùng ứng dụng B&O để phân biệt được. Đó là lý do mà mình làm video này để mình giúp cho những cái bạn mà có ý định mua hàng cũ chẳng hạn này, hoặc là những cái bạn mà muốn mua hàng online có thể là có kinh nghiệm để phân biệt giữa hàng dựng, hàng kém chất lượng với cả hàng công ty chính hãng. Phân biệt bằng cách nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt ở ngoại hình, nó có sự khác biệt gì ở ngoại hình, rồi âm thanh của nó có khác biệt gì không, và cái điều quan trọng nhất là cuối video mình sẽ tháo tung hai cái loa này luôn để chúng ta xem là bên trong của nó có sự khác biệt như thế nào. Ok, cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết luôn nhá. Ok, mình sẽ xếp con hàng công ty chính hãng được phân phối bởi Tam Sơn ở bên phải, và bên trái chính là con hàng kém chất lượng. Thì trước khi mà mở tung ra để xem bên trong có khác gì không ấy, thì bây giờ chúng ta hãy lướt qua ngoại hình nhá. Ngoại hình sẽ có một số điểm khó nhận ra khi mà mình quay video như thế này, nhưng cũng có một vài cái điểm mà dễ nhận ra. Cái điểm khó nhận ra là gì? Là cái nhựa ngoại hình tổng thể của hai cái loa đấy. Thì cái nhựa của cái hàng kém chất lượng này, cái màu nó hơi tối hơn và cảm giác là nó không cao cấp, có nghĩa là cái màu nó tối, cái phần màu sắc nó cũng không được đều và nó hơi sậm sậm lại. Còn cái bên hàng công ty chính hãng này thì cái màu nó tươi sáng hơn và cái nhựa cảm giác nó chắc chắn và nó cao cấp hơn. Đó là cái khó nhận ra khi mà quay video như thế này. Còn cái dễ nhận ra là gì? Bây giờ mình quay lên mặt trên trước nhá. Đây, mặt trên thì mình để hai cái theo chiều như này cho dễ. Thì các bạn thấy là cái hàng công ty chính hãng, cái đường nét của nó in ấn rất là sắc nét. Đấy, nó mỏng manh, nó giống như là những cái bút nét mỏng ấy. Đấy, nó mỏng và nó sắc nét. Ngay cả cái phần sạc không dây này nữa, nó cũng thế. Thì quay sang cái hàng kém chất lượng này thì các bạn thấy là nó rất là đậm. Đấy, cái đường in nó rất là đậm và cái phần viền bên ngoài nó hơi nhòe ra một chút. Đấy, chứ nó không được sắc nét. Đó là cái thứ nhất. Rồi tiếp đang ở trên này thì nói luôn đến cái dây đi. Cái dây da ấy, thì cái hàng công ty chính hãng thì hai cái màu nó khác nhau chưa? Chưa nói đến các cái khác nhá. Thì cái màu đã khác nhau, cái này hơi ngả hồng này. Đấy, còn cái này nó là màu vàng. Đó. Còn cái này nó là cái màu da sần, còn cái này thì khi ánh sáng chiếu vào nó lại hơi bóng bóng. Đó. Và các bạn nếu sờ thực tế ở ngoài, các bạn thấy cái dây này rất là cứng nhá. Cái bản này nó cũng to hơn này. Cái đường cắt này này nó cũng hơi doe ra ngoài một tí. Nên các bạn nhìn cả, thấy không? Thấy nó hơi, cái đường cắt nó không được sắc nét và nó hơi doe ra ngoài một tí. Rồi, còn cái này, đây hàng công ty chính hãng này mình quay cho các bạn xem. Đấy, cái bản này nó nhỏ hơn một chút này, cái đường cắt sắc nét và cái dây da nó mềm. Đấy, nó mềm hơn. Đó. Và cái dây da của cái hàng kém chất lượng này vì là nó pha ni lông nên là nó tạo ra một cái tiếng mà mình cũng khá khó chịu. Đây này. Đó, các bạn nghe thấy không? Đấy, trong khi hàng công ty chính hãng nó mượt này mà. Đó, này. Tiếp đến quay sang cái phần ế căng đi. Rồi. À, đang nói đến cái in ấn không sắc nét ấy, thì các bạn thấy là không chỉ ở cái nút trên đâu mà cái cổng sạc rồi lỗ 3.5 của hai cái ấy, các bạn thấy này. Đấy, thì cái đường in ấn ở trên này nó cũng sắc nét và nó đẹp hơn, còn cái này hơi nhòe một chút, hơi đậm và nhòe. Rồi. Tiếp đến là cái phần ế căng. Đây, cái hàng này mình cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn gì không? Đó. Cái này nó cái nước sơn ở bên ngoài cái ế căng ấy, cảm giác nó như là cái lọ sơn xì mà các bạn mua ở ngoài, các bạn xì ấy, có nghĩa là cái lớp mạ sơn này nó hơi kém nên nhìn nó không được mịn và nó hơi sần sùi. Đấy, nó còn dễ bong chóc nữa. Đây, nó đây là mới nhá, nhưng mà nó đã hơi hơi có cái nét bong chóc này rồi. Còn đây mình để cạnh luôn cái hàng xịn cho bạn xem. Đấy, các bạn thấy gì không? Cái nước sơn của nó là sơn tĩnh điện, rất là mịn luôn, cái nước sơn cực kỳ mịn luôn. Đấy, và cảm giác là nó sáng, nó mịn. Đấy, và nó cao cấp hơn. Đó. Rồi tiếp đến là cái gì? Đây cái chữ B&O này đi. Cái chữ B&O ở cái chỗ dây này này. Đấy, các bạn thấy không? Cái hàng này, đây, hàng kém chất lượng thì nó in là màu đen. Nó cũng sắc nét đấy nhưng mà nó là màu đen, còn cái hàng công ty chính hãng thì nó lại là màu ghi. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ lật tiếp đến mặt dưới của cái loa nhá. Đây là mặt dưới của cái loa. Thực ra cái nội dung in ấn thì không nói làm gì, vì có thể là ở các thị trường khác nhau là nó in ấn nội dung khác nhau, nhưng mà cái tem này nó là cái màu sáng và nó toàn tiếng Trung Quốc. Các bạn không thấy tiếng Anh và cũng không thấy các cái tiếng nước khác, nhưng mà cái hàng công ty chính hãng thì cái giấy in của nó là màu hơi ghi và nó có cả tiếng Hàn Quốc ở trên này này, tiếng Anh ở đây này và cả tiếng Trung Quốc.
Đấy, nó có nhiều ngôn ngữ và ở đây rất nhiều các cái tiêu chuẩn khác nhau được in ấn ở trên này. Đó. Rồi. Còn cái vật liệu nhựa thì mình nói rồi, các cái chân này thì cũng như nhau. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ thử tháo hết ở bên trong ra để xem là bên trong nó còn khác nhau cái gì nữa để chỉ cho các bạn cách phân biệt nhá. Ok, như vậy là mình đã tháo tung hai con loa, một con loa hàng công ty chính hãng và một con loa hàng dựng. Đó, thì chính vì là cái hàng dựng nó vẫn có thể ghép nối được với cái ứng dụng của B&O để cập nhật firmware rồi để điều chỉnh âm thanh rồi để ghép đôi với một con loa chính hãng khác. Đó, nên là mình phải tháo ra thì mình mới biết được là bên trong nó khác gì. Đây, ví dụ mình đang để này thì các bạn nếu như mà không có kỹ thuật về chuyên môn ấy thì các bạn sẽ bảo ôi quá giống nhau rồi. Vì sao? Vì cái cấu trúc mạch của nó các bạn thấy giống không? Nhưng khi các bạn mà làm về điện tử, các bạn nhìn chi tiết vào cái phần mạch điện thì các bạn sẽ thấy là linh kiện của con này nó sử dụng linh kiện chất lượng kém hơn rất nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Các cái khác thì mình sẽ đi dần dần củ loa rồi mọi thứ sau nhá. Bây giờ cứ mạch điện này trước. Cái mạch điện là cái khác nhất. Thì các bạn thấy là những con chip chính, đây những cái giống nhau trước đi. Đây những con chip chính bên bên này thì nó có dán seri mã vạch QR đây, mã QR code để mình bóc ra. Đấy còn bên kia thì không có, hàng hàng dựng là nó không có. Thì khi mình bóc ra mình thấy hai con chip Bluetooth chính đây, nó sử dụng cùng một mã. Đó, mình sẽ chụp ảnh để các bạn dễ nhìn. Còn nhưng mà các bạn để ý vào chi tiết là những cái chất lượng mạch in, chất lượng mạch điện ấy thì con này là chất lượng kém hơn. Đó, con này là hàng công ty chính hãng, chất lượng nó khác hẳn luôn. Còn cái điểm giống nhau nữa là gì? Những con chip IC chính này, đấy, cũng cùng mã. Nhưng những cái điểm mà các bạn ít để ý là gì? Những cái linh kiện nhỏ. Ví dụ như là thực ra những cái con nhỏ nhỏ như này là con điện trở này. Đấy, rồi những cái con transistor nó nhỏ này thì các bạn sẽ khó nhìn. Đấy, hoặc là diode nó khó nhìn, nhưng mà các bạn khi nhìn vào những cái con cuộn cảm này này thì các bạn thấy đây hàng đều nhá, thì nó chỉ là in in trên này thôi, nó in bình thường thôi. Còn khi chuyển sang con hàng xịn này, các bạn thấy không, hàng công ty chính hãng nó in chìm, nó khắc chìm xuống luôn và cái vật liệu nó hơi bóng bóng đó. Những cái con IC chính thì nó mới sử dụng cùng mã thôi, còn những cái con linh kiện này là đều đều hết này. Nó đây ví dụ như hàng công ty trước nhá, hàng công ty các bạn thấy tụ ở đây nhá, nó đổ bằng một lớp keo màu trắng trắng tinh và nó bóng bóng. Nên là và tụ ở đây cũng màu khác, tụ của con này là nó sử dụng tụ của ven này đó. Còn tụ bên này thì các bạn thấy là keo của nó màu nó hơi xỉn xỉn và cảm giác là nó xỉn xỉn màu ấy, nó xỉn xỉn màu mà nó không bóng. Thì tụ bên này mình thấy nó đổ hơi khó nhìn, nhưng đây là tụ của trang. Đấy. Rồi tiếp đến là gì, cái IC khuếch đại nhá, IC khuếch đại của con này, con fake này này đấy, con hàng dựng thì nó lại là sử dụng là TPA 3118 đó. Còn con xịn này thì nó lại sử dụng một con mã khác. Đấy. Ở đây hơi khó nhìn nhưng mình sẽ chụp ảnh cho các bạn xem. Còn cái con 3118 này thì mình quá quen thuộc rồi. Vì là bên những bạn mà hay chế cháo loa ấy, thì cái TPA 3118 này nó quá phổ thông rồi. Tiếp đến là gì? Đây cuộn cảm trên này của hàng công ty chính hãng nhá. Thì nhìn nó rất là khôn, nó có chữ 100 và TSA này sang bên này. Thì các bạn thấy này. Đấy, nó làm đơn giản hơn. Đó, đúng không? Và cái chất lượng là mình nhìn cái chất lượng in ấn và cái chất lượng vật liệu là đã thấy khác nhau rồi. Đó, mình chỉ đi tổng thể cho các bạn nhìn được là những cái linh kiện từ tụ điện này, cuộn cảm này, rồi những cái con linh kiện nhỏ 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 này. Đấy, thì bên này nó sẽ sử dụng chất lượng kém, thậm chí cả cái mạch cũng là mạch chất lượng kém. Thì chuyển sang con xịn thì là nó sử dụng tất cả các cái linh kiện từ tụ điện, cuộn cảm, đây nữa. Và IC khuếch đại, đấy, IC này, IC khuếch đại cho các củ loa thì nó đều sử dụng hàng cao cấp hơn. Rồi, bây giờ còn cái phần vỏ thì sao? Cái phần vỏ thì chúng ta sẽ thấy là cái khác biệt ở đây màu sắc thì không nói nhá, nhưng mà cái vỏ này này, cảm giác cái nhựa của nó màu của nó hơi bóng bóng nhá. Khi các bạn nhìn vào cái nhựa này nó hơi bóng bóng, còn cái nhựa này nó hơi gọi là xỉn xỉn, kiểu nó lì lì ấy. Đó. Và cái vật liệu như mình đã nói ở lúc đầu rồi thì là cái vật liệu vỏ này nhìn nó khôn hơn. Các cái dây này thì thôi không nói đến, tại vì thực ra nó bọc trong cái xốp này thì cũng khó có thể nhìn ra, nhưng mà đây còn một cái nữa này các bạn có thể nhìn ra ngay, cái anten của con hàng dựng nhá. Cái anten Bluetooth này trông rất đều luôn. Cái này nếu như mà các bạn mà chế cháo đồ điện tử thì các bạn biết nó rất phổ thông, nhưng mà con này nhá, nó có hãng đàng hoàng luôn. Đấy, wow xin, và nó nhìn màu mạch rồi hạ thương hiệu nó in hẳn ở đây luôn, nhìn nó khác hẳn luôn. Rồi, tiếp đến bây giờ mình đi xe sang cái mạch điều khiển này đi.
Ở đây thì có hai cái màng cộng hưởng, đây thì nhìn nó cũng giống nhau nên là mình cũng không nói đến làm gì. Đó. Hai cái màng này giống nhau, nhưng mà cái này ấy, các bạn nhìn này, keo nó dán kiểu nó nhoe nhoét ra cả bên cạnh này. Còn cái này các bạn nhìn có thấy keo đâu, đúng không? Hàng xịn này nhìn nó dán cẩn thận hơn hẳn, nó dán kiểu dán bên trong ấy. Con này nó dán nhoe nhoét ra bên ngoài. Rồi. Đến cái mạch điều khiển này. Đây, mình để tạm lên trên này luôn đi. Thực ra cái mạch điều khiển này thì các bạn thấy là cả hai cái thì nó đều là hai lớp, một lớp trong lớp ngoài, nhưng con này thì nó lại sử dụng cái lớp mà bên trong là màu đen và các bạn thấy keo nó đổ không? Còn cả vân tay của người làm luôn này. Đấy, các bạn thấy cái vân tay của người làm không? Đấy, những cái keo kiểu keo 502 hay là keo gì đó nó đổ nhìn nó rất là xấu. Và còn về mạch này thì như mình đã nói rồi, những cái này nó sẽ sử dụng con IC chính này là cùng loại, nhưng mà các linh kiện nhỏ và cái chất lượng mạch in nó sẽ khác nhau. Nên phần này mình sẽ không nói nhiều, mà mình chỉ nói để các bạn thấy được cái vật liệu nhựa là nó đã khác nhau rồi, đúng không? Con này nhìn nó đều hơn. Rồi bây giờ mình tiếp đến đi vào các cái khác đi. Đó. Tiếp đến là cái này thì sao? Cái này là cổng sạc các thứ này. Đấy, cổng sạc thì nó cũng không có mạch ở đây vì là nó chỉ là cái dân sạc thôi, nên cũng chỉ nhìn được cái chất lượng mạch in thôi, cũng lại không nói đến. Đó. Tiếp đến mình đi đến củ loa đi. Ok, quay sang cái phần củ loa thì sao? Nếu như mà chúng ta chỉ nhìn bên ngoài đây thôi thì chúng ta thấy nó giống nhau không? Đó, nó rất giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta nhìn cái con hàng dựng này ấy. Thực ra quay cái này nó hơi khó, mình sẽ chụp ảnh đi. Thì cái keo nó đổ ở hai cái dây tín hiệu này này. Đấy, thì nhìn là nó là sần nhưng nó không bóng như con kia. Tí nữa mình sẽ quay sang con kia. Và cái lõi co ở giữa ấy là mình còn nhìn thấy nó lòi lên cả phía trên, có nghĩa là nó sẽ lòi cái co lên phía trên xong nó dán vào cái họng khuếch âm này. Đấy, còn cái con này nhá là nó liền luôn, nó liền từ dưới lên trên, nó chỉ đổ đúng một lượt keo ở dưới thôi. Đấy, dưới cái kèn khuếch âm này. Đấy, cái kèn khuếch tán âm này. Đấy, nó chỉ đổ một lượt keo ở đây thôi. Nhưng con này nó có hai lượt keo, một lượt keo ở dưới và cái họng đấy nó lại gồ lên trên và nó đổ thêm một lượt keo nữa ở phía trên. Đó. Này nó hơi khó để diễn tả các bạn, nhưng mình sẽ chụp ảnh để các bạn dễ hình dung. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần phía trong này đi. Phía trong này thì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy hai cái nước sơn của phần khung khác nhau nhá. Đó, cùng là màu đen nhưng khi chúng ta quay thì cái này nó sẽ sử dụng cái sơn khi quay vào chúng ta thấy nó gồ ghề, nó hơi sần sùi ấy, kiểu như là cái vật liệu khung và cái nước sơn nó không được đẹp. Đấy, nhưng mà khi sang cái con chị này các bạn nhìn thấy khung nó mượt luôn, có nghĩa là cái nước sơn cảm giác nó lì luôn một khối. Đấy, nó không có cái gồ ghề. Rồi tiếp đến là cái phần gì đây? Phần nhện loa này, nhện loa cũng quá khác biệt nhá. Các bạn nhìn nhện con xịn không? Màu nó đã khác rồi mà nó làm đều, có nghĩa là màu và cái lưới đan rất đều, nhưng mà khi sang đây nhá. Đấy, các bạn thấy không? Thấy chất lượng nó kém không? Có nghĩa là khi các bạn nhìn các cái lỗ lưới đan là nó không đều và cái màu sắc nó đã khác rồi. Cái này là nhện của những cái loa, nói thẳng ra là nhện của loa chất lượng kém, kiểu như loa tàu. Đấy. Còn hai cái củ nam châm thì chúng ta đều thấy số series, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái lát cắt của nam châm, đây lát cắt ở phía trên này, thì các bạn thấy cái lát cắt này nó không được chất lượng, nó vẫn nhìn thấy các cái gợn, nhưng mà cắt này thì cắt của bên nam châm hàng xịn này nó rất mượt. Đó. Tiếp đến là phần lõi trên này đi, thì cái này vật liệu này thì khó nhìn lắm, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái phần lõi này gì ở giữa nó có cái vát gọi là cắt kim cương. Đấy, cắt kim cương đây, còn cái bên này thì không có. Đấy, đúng không? Đấy, nó chỉ là một cái lỗ thôi, còn bên kia nó cắt kim cương. Đó, đó là những cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt ngay khi mà gọi là tháo ra. Còn thực ra không tháo ra thì chúng ta cũng không thể biết được những cái này. Đó, còn cái nhựa này thì cũng như kia thôi. Cái đen này thì nhìn chất lượng nó không cao lắm đâu. Ví dụ cái màu sắc này là chúng ta còn nhìn thấy những cái gồ ghề và những cái màu sắc. Còn cái trắng này thì không biết là có phải là do khó nhìn không, nhưng mình nhìn qua ánh sáng nó bóng bóng và nó rất mượt luôn. Đó, đây mình thử lắc lắc cho các bạn nhìn, rất mượt. Rồi. Đó, đó là những cái khác biệt của ở bên trong của các cái này. Thực ra những người không có kinh nghiệm thì các bạn nhìn là tổng thể thì các bạn sẽ thấy ôi quá giống nhau. Đấy, với những cái hàng mà gọi là một một như thế này thì những người dùng bình thường rất là khó, nên là các bạn mà mua hàng online, mua hàng cũ hoặc là mua những cái hàng mà giá rẻ bán ở trên các cái trang thương mại điện tử thì rất có khả năng đó là những cái hàng gọi là hàng dựng như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Ok, và sau khi mình mở tung hai cái loa chỉ cho các bạn những cái điểm khác biệt ở bên trong mạch điện, rồi bên trong của loa của con loa hàng dựng và con loa hàng công ty chính hãng, thì mình cũng kết hợp luôn là mình gửi một cái email cho Tam Sơn để xác định xem là cái loa này nó là hàng fake, hàng nhái, hàng dựng hay là hàng gì đó. Thì Tam Sơn người ta cũng liên hệ với BNO và nhận được câu trả lời, thì sau đó là người ta email lại cho mình. Thì người ta dùng từ là con loa này là loa hàng giả,
Đó. Và mình cũng thắc mắc là không biết là có hàng refurbished không, thì hãng người ta cũng nói luôn là B&O không có hàng refurbished. Đó, như vậy là các bạn thấy là hàng giả và hàng công ty chính hãng nó rất giống nhau, và không phải là các bạn đi mua các bạn con loa nào các bạn cũng phải tháo ra để xem được. Đó. Nên là mình khuyên là các bạn nên tìm những cái cửa hàng lớn và được ủy quyền của B&O để mua, thì như vậy các bạn sẽ đảm bảo là mua được hàng công ty chính hãng, vì những cái hàng kiểu như này nó đang bán đầy ở trên mạng. Đó, nhưng ra không thể biết thế nào được. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đánh giá âm thanh luôn nhá. Ok, như vậy là mình cũng đã chỉ ra cho các bạn những cái điểm khác biệt giữa cái hàng kém chất lượng và cái hàng công ty chính hãng này rồi. Còn về âm thanh của hai cái loa này nó có sự khác biệt gì không? Thì phải nói là âm thanh của nó là 19 10. Nếu như mà là các bạn thì chưa có kinh nghiệm thì rất khó để nghe được ra cái sự khác biệt giữa hai cái loa này. Nhưng mà mình thì cũng có kinh nghiệm trong cái việc nghe và so sánh loa rồi, nên là mình nghe ra ngay cái con loa hàng công ty này nó có cái trường âm rộng hơn, nó thể hiện được cái trường âm rộng hơn và nó có cái chiều sâu âm thanh tốt hơn. Các bạn hiểu đơn giản như cái time reverb trong karaoke ấy, thì cái time reverb của cái con hàng công ty chính hãng này nó dài hơn nên nó thể hiện được cái sân khấu tốt hơn và cái chiều sâu âm thanh tốt hơn. Còn cái đây bên này là hàng kém chất lượng thì cái time reverb nó khá là ngắn nên nghe âm thanh nó hơi cụt lại một chút. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất nhá. Bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xa in bóng người, cuộc tình đầu tiên dấu chân vẫn còn đây, lòng ngỡ đó là yêu, vội trao hết tuổi xuân, giờ người đi biết tìm đâu tháng ngày. Chuyện vào một đêm chúng ta xa cách hoài, lòng ngỡ đã quên những môi hôn ngày xưa. Người hỡi nỡ đành sao, góc phố đứng chờ anh, giờ ai đang nắm bàn tay bên người. Cả tuổi xuân theo năm tháng mãi xa, người đã quên đi tiếng yêu ngọt ngào. Lời hứa ai gió bay, chờ thấy khóe mắt cay, giờ em đi đến đâu, gió ơi hãy trả lời em, chẳng lẽ những ước trao chẳng nghĩa lý thế sao? Mong anh ở trốn xa bên người được bình yên. Bàn tay bên người, cả tuổi xuân theo năm tháng mãi xa, người đã quên đi tiếng yêu ngọt ngào. Lời hứa ơi gió bay, chợt thấy khóe mắt cay, giờ em đi đến đâu, gió ơi hãy trả lời em, chẳng lẽ những ước trao chẳng nghĩa lý thế sao? Mong anh ở trốn xa bên người được bình yên. Lời hứa ấy gió bay, chợt thấy khóe mắt cay, giờ em đi đến đâu, gió ơi hãy trả lời em, chẳng lẽ những ước trao chẳng nghĩa lý thế sao? Mong anh ở trốn xa bên người được bình yên. Mong anh ở trốn xa bên người được bình yên.